Xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em bạn bè. Hôm nay Hoàng Dung lại giới thiệu những cái dòng sản phẩm mới về sáng nay nha anh em nhé. Đây sáng nay cũng có đang mua được chiếc Dream Lùn, máy zin, máy zin, tem zin nha anh em nhé. Đây và những chiếc giò SX nhá. Ủi hôm nay nắng quá nhỉ anh em, thôi chờ xíu Dung đổi cái nón cái nhá anh em nhé, để giới thiệu cái hồng nón nắng quá, cháy hết cả làn da. Ok nhá, một chiếc giò SX đời 2011 mọi người ạ. Đây chìa khóa đâu rồi? Vành đúc nha mọi người nhá. Giò SX vành đúc đời 2011. Xe máy zin sơn zin anh em ạ. Đấy, anh em quay chị một vòng, vừa mới mua về tại cửa hàng xong. Đây, xe ít đi này anh em nhìn này. Xe rất là ít đi, màng nhện màng nhiếc trăng hết, ra máy zin nhá anh em nhá. Ai vừa mua bổng gạo à? Đang đói. À, biển số 36 này. Đấy, B167784. Em quay chị vòng bên này, máy zin nhá anh em nhá. Máy nghe phê lắm. Đấy, vành đúc, anh em cái này dòng anh em miền trong, anh em miền cao rất là thích nhá mọi người nhá. Anh em miền núi ấy, rất là thích, tại vì những cái dòng này anh em các bác chở hàng, các bác leo núi cũng rất là ok. Giá SX 110. Đấy. Con này mua 8 triệu rưỡi rồi anh em ạ, mua 8 triệu rưỡi cộng triệu 8 nha anh em nhá. Giá SX vành đúc đời 2011, màu xanh. Đấy, bác nào mà mua như chị đây này anh em ít đi này. Ít đi đây là màng nhện màng nhức trăng bò trăng bụi hết cả lên. Đấy, công tơ chạy thì hơn 4 vạn. Chuẩn luôn nhé mọi người nhé, chính chủ mà. Tại vì những cái dòng xe này đời năm số là bên mình toàn chở chính chủ của mình mới mua. Con này tem có hơi xước một tí này, hơi xước một tí thôi. Còn đây hai bên hơi xước một tí, còn là sơn zin, máy zin. Ok nhá anh em nhá, mua 8 triệu rưỡi rồi, cộng triệu 8 anh em. Xe giờ SX màu này vành đúc rất là ok nhá. Ok, một chiếc chị mang cái mũ của em bê ra để em phải đội nón. Một chiếc Vision nha anh em nhé, Vision đời 2021. Con này chạy rất là ít, có mấy nghìn cây thôi anh em ạ. Có 6.300 cây. Đây em quay chị một vòng. Bản sần xanh nhá mọi người nhá. Đấy, em quay chị một vòng đi. 2021 bản sần xanh. Con này vừa mới về tại cửa hàng xong, cũng chưa gì đâu, bắt đầu hình như anh em vừa mới rửa xong. Đấy, đồ rất là ok. Hơn 6.000 cây thì nó rất là mới anh em ạ. Như anh Kiên cũng có nói là hơn 6.000 cây nữa chỉ là 6 tháng thôi. Đấy, biển số con này là biển 11 nha anh em nhé. 11B150843. Em quay chị một vòng chiếc xe này. Đấy, xe không giá ni lông nhưng mà không xước xát gì đâu. Đây. Không xước xát gì. Tem tiếc các thứ vẫn còn zin đét. Mặt tiếc các thứ rất là ok nha anh em nhé. Con này bên mình đang bán ra với giá là 36.500.000 nha anh em nhé. 36.500.000 với chiếc Vision đời 2021 chạy hơn 6.000 km. Anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình nhé. Ok. Mời anh em xem chiếc xe SH1 nha mọi người nhé. SH1 đời 2014. Con này rất là xuất sắc. Em quay chị một vòng chiếc xe này đi. Giá rất là hợp tình hợp lý cho anh em nhé. Con này công tơ chạy 1.7 nhưng chắc cũng chạy hơn một xíu rồi. Đấy. Được cái con này đồ ốp nhũ như các thứ rất là mới. Xe hiện tại đang dán ni lông cả xe nhá anh em nhá. Đây anh em đang dán ni lông cả xe, tại vì dán nó rất là đẹp nên là Dung không bóc, không cho nhân viên bóc nữa. Đó. Một vòng pha kính đẹp này. Tóm lại con này không phải làm gì đâu anh em ạ. Không phải làm gì luôn. Tất cả là dán ốp inox hết rồi anh em này. Đấy. Bạn chủ xe này bạn đi bạn rất là giữ đây anh em nhìn này. Tất cả dán ốp inox hết này. Đấy, ốp inox này. Đây mọi người nhìn này, bộ bản này dán ốp inox này, mới tinh tom luôn. Đấy. Anh em nhìn thấy không? Con này biển 29E1 87113 nhá mọi người nhá. Con này bên mình đang bán ra giá là 39.500.000. SH1 nhá. Anh chị em nào đang muốn mua những chiếc xe SH1 dưới 40 triệu hay inbox trực tiếp cho bên mình con này. Đấy nha mọi người nhá. Xe rất là hợp tình hợp lý, giá rất là hợp tình hợp lý. Mua 8 triệu rưỡi cộng 1.8 triệu. Vành nan, vành đúc. 39.500.000 với chiếc SH1 màu vàng be. Con này anh em chỉ việc mua về để đi thôi, đổ xăng và đi thôi. Không cần làm phải một cái gì cả. Nó dưới 40 triệu cho anh em. Chưa bằng con Vision. Nhá anh em nhá, anh em nào chốt xe này đến book trực tiếp. Con này Dung cam kết với anh em là máy chất, sơn zin, máy zin. Đồ anh em nhìn đồ sần này, mọi người nhìn đồ sần này. Rất là đẹp nhá. Đấy, anh em nhìn đồ sần này, thấy không? Đồ sần rất là đẹp luôn. Đấy.
Cái quan trọng nhất là anh em là nó đi rất là dữ, vì là bản ốp hết cả inox, dán hết cả cái titan này. Đây, ốp này anh em nhìn này. Rất là dữ gì thì người ta mới sử dụng như này đây, mới làm như này đây anh em ạ. Ok nhá anh em, là chốt xe đấy inbox trực tiếp bên mình nhá. Ok, tiếp theo một chiếc XI 150. Em quay gần cho chị chiếc XI 150 này. 150 giá hợp tình hợp lý cho anh em. Ok anh em chờ xíu để Dũng bấm hai chìa khóa. Con này nó bị làm sao mà không nổ này. Quay đi, quay em mới quay vòng đi. Con này biển 89 Hưng Yên nhá anh em nhá. GP 150. Sao không nổ nhỉ? Bấm khóa hả? Sao nhỉ? Chắc là nó có cái gì, tại vì đây là có cả từ này, Dung mới mua về nên là các bạn ấy, nhân viên các bạn ấy mua nên là Dung không biết. Không biết mở kiểu gì. Con này máy chất nhân viên vừa báo lại là anh kia duyệt xe này mà máy rất là ok, chất lượng. Riêng chất lượng bên xe máy ông kia này anh em không phải bàn nhé mọi người nhá. XI 150, con này bên mình đang bán ra với giá là 28 triệu nhá mọi người nhá. Đấy, xe chưa dọn đâu ạ. Con này chưa dọn gì đâu. Nên anh em mua xe này thì sẽ phải dọn mất tầm vài trăm nghìn nữa. Sơn tay sách cũng được mà không cũng được anh em nhá. Đấy, sơn được mà không cũng được. Đây, xe đồ đàn rất là ok này. Đấy. Anh em nào muốn mua những chiếc xe này là thích chạy phượt, mùa hoa tam giác mạch, chuẩn bị Hà Giang tam giác mạch là rất là ok. Dung đây ra đang rất là muốn đi tam giác mạch đây nhưng mà chưa có thời gian. 150 GP nhá anh em nhá. Con này bên mình đang bán ra giá 28 triệu. Thiếu bấm mở kiểu gì em? Mở kiểu gì mà chị không nổ được? À, đây nó có công tác an toàn nhá. Bắt đầu từ đời 2019 các bạn ạ, nó có một cái công tác an toàn này. Sorry. Để tránh cho chị. Mình cứ tưởng là từ có từ nó vào đâu, cứ bấm không được. Hai quá zin. 28 triệu nha anh em nhá. Anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình. Máy phê luôn. Ok, tiếp theo là chiếc đâu còn xe nữa đâu hết đấy nhỉ. Một chiếc 81 nha anh em nhá. 81 con này là 81 xe Nhật đấy anh em ạ. 81 Nhật 50cc. Con này bán ra với giá là 10 triệu 800 nha anh em nhá. Những cái dòng này là rất là xe cổ đấy mọi người. Dòng này là xe cổ dành cho anh em gọi là dân không phải là dân đi đi lại nhiều, gọi là chơi chơi đây anh em ạ. Xe này dành cho anh em chơi chơi thôi. Thích để quán cà phê, thích để gọi là trưng bày, những cái loại này là gọi là trưng bày. Để anh em đi ngắm một thời ngày xưa đây anh em ạ. 81 nha anh em nhá. 10 triệu 800 với chiếc xe 81 này. Anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình. Thực ra những cái dòng xe này nó không có nhiều đâu anh em ạ. Nên là nhiều khi là cái giá nó cũng bọn em cân đối, bọn em cũng được kiếm được tí tí thôi. Là em bọn em bán thì con này đã dọn hết rồi. Đấy, ra máy nó vẫn còn để zin như thế, em không bán nhé mọi người nhé. Đấy. Ra máy đem để zin, em không bán. Đấy anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp, em ơi còn hai con kia. Quên, chị đang quên hai con này. Đây anh em mời anh em. Mời anh em xem. Em lại phải đội cái nón. Em đi ra quay chỗ kia đi. Mời anh em ra xem con Cúp 81 và một chiếc xe Dream lùn. Đây nha mọi người nha, đây là một chiếc Dream lùn. Máy zin. Đây, lâu lâu mới mua được xe này. Lâu lâu mới mua được xe này, máy phê. Con này máy thì phê luôn anh em ạ. Đây nha, dùng xe tả cho anh em nhá. Con Dream lùn này là biển số, con này là biển 17. Xe bây giờ là xe chính chủ nha mọi người nhá. Sơn zin. Máy, quên xin lỗi anh em nhá. Máy zin nhưng mà sơn đã bị tỉa nhá mọi người. Sơn bị tỉa nhưng tem vẫn còn. Đấy, anh em nó bọc tem lại xong rồi bắt đầu là sơn ở ngoài. Đồ zin nhá mọi người nhá. Em quay chị cái đầu bò này. Phê luôn anh em ạ. Nhìn đầu bò, anh em nghe máy không? Nghe máy ok không? Úi trời, máy nổ như là thì thầm mùa xuân. Đấy, ra máy thì đã bắn tỉa rồi nhá mọi người nhá. Ra máy bắn tỉa, sơn thì đã tỉa rồi nhưng tem zin. Đấy anh em trừ tem lại. Đấy anh em trừ tem lại. Tem anh em nhìn thấy tem nó vẫn còn zin này. Hộp xích này anh em này. Đồ zin nhá mọi người nhá. Đồ zin. Sơn tỉa lại. Đấy. Nắp đèn. Con này biển 17 nhá anh em nhá. Đây quay chị một vòng. Bô beo này. Anh em nhìn bô này. Sợ. Máy phê. Con này bên mình đang bán ra với giá là 16 triệu nha anh em nhá. À xin lỗi anh em, 18 triệu. Quên. Mua hình như mua 16 triệu sao. Cộng 2 triệu sao. Dung thấy nhân viên báo lại với Dung là bán 18 triệu. Mua 16 triệu bán 2, cộng 2 là 18 triệu. Nha anh em nhá. Con này biết là bán ra 18 triệu cho anh em. Bao dọn nha anh em. Tóm lại con này chả phải bao dọn đâu anh em. Chả có gì mà dọn đâu.
Đấy, sơn thì là mình Dung đã nói rồi, sơn thì là sơn lại rồi, tem zin, tem zin, máy zin, đồ zin. Đấy anh em nhìn đồ đây, bình xăng đấy anh em nhé. Anh em ơi, bình xăng này đấy, sơn lại thì nó đã tỉa sơn như này này. Đấy, sơn lại đã đẹp rồi. Đấy, bình xăng chưa sơn. Yên ok, yên zin. Đấy. Sơn zin, à quên, máy zin. Cứ sơn mới lại máy. Máy zin nha anh em nhá. Máy zin, sơn đã làm đồ zin. Dream lùn 18 triệu nha anh em nhá. Mua 18 triệu bán ra với giá là 18 triệu. Anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Máy zin anh em ạ, mua chở hàng mới lại mua ấy là ok đấy, con này đi chở hàng công trường công trước là ok đấy. Đây một chiếc cúp 50cc dành cho học sinh sinh viên. Em quay chị vòng con này bán ra giá là 9 triệu nha mọi người nhá. 9 triệu, xe đã rửa rồi đúng không? Rửa ngon lành rồi. À mới về à? 9 triệu nha anh em nhá, con này 9 triệu. Cúp 50cc dành cho học sinh sinh viên. Xong rồi anh ơi. 50cc dành cho học sinh sinh viên. Xe mới về tại cửa hàng đấy anh em ạ. Anh em nào chốt xe này inbox trực tiếp cho bên mình nhá, 9 triệu. Mua cho các con, các bé gái là rất thích màu này này, bé trai cũng thích màu này cá tính tí. Màu xanh nõn chuối ấy mọi người. 9 triệu nha anh em nhá. Anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nha. Ok. Đây xe máy còn kia thì về rất nhiều các cái dòng xe anh em ạ. Đấy SH rất nhiều đây em quay cho chị một vòng SH này. SH rất nhiều để cho anh em chơi test này. Rất nhiều. 125, 150 và 350 nha anh em nhá. Anh em nào đang muốn chốt những chiếc xe đẹp inbox trực tiếp cho bên xe máy Hoàng Kiên nhá. Ok, xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã cùng theo dõi và đồng hành với xe máy Hoàng Kiên. Bye bye mọi người nhá.